mà giải được không được. U tiếng Anh mà chơi không linh hoạt thì đánh được quá khéo. Mẹ nhiều khi cái việc hóa đọc mà đéo hiểu chứ. Nhiều khi tôi bị quá là đỡ hiểu. Hồi xưa tôi chơi con gì nhỉ, nói với anh em nói ra được cả nói ra được hơi xấu hổ. Tôi chơi con đắc sâu ba anh em ạ. Tôi chơi gần phá đảo đấy mà tôi đấy câu chuyện là nó nói về cái gì với cái nhân vật như nó nói chuyện kiểu con sâu bí hiểm đấy, kiểu là các võ lâm hay chơi đấy, nó nói chuyện kiểu con sâu bí hiểm thì có